Lần đầu tiên, Phú Yên xác định 8 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Cả 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 này đều liên quan đến bệnh nhân 13690 được tỉnh Khánh Hòa phát hiện từ khi Phú Yên vào Nha Trang khám bệnh. Sáng nay, ngày 24 tháng 6, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Yên xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 8 ca nghi mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên Phú Yên phát hiện 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, trong đó 6 ca ở thành phố Tuy Hòa, 2 ca ở thị xã Đồng Hòa. Tất cả đều liên quan đến bệnh nhân 13690. 8 ca này đều chờ Bộ Y tế công bố. Hiện nay, ngành y tế đang tích cực xử lý chuyên môn các bước tiếp theo, bà Ngọc cho biết. Cả 8 ca này đều là F1 của bệnh nhân 13690. Bà NTI, 53 tuổi, thường trú tại xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa. Bà Y được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 23 tháng 6 sau khi từ thành phố Tuy Hòa đến thành phố Nha Trang hôm 22 tháng 6 để khám bệnh. Tỉnh Phú Yên đã phong tỏa nhiều địa điểm có ca nghi mắc COVID-19 cũng như những nơi mà bà Y đã đến như khu vực nhà 26 Trần Phú, phường 2, quán cơm Yến Nam, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, phòng khám Đức Tiến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Lúc 9 giờ sáng nay, thành phố Tuy Hòa đã họp khẩn để xem xét việc có nên thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố hay không. Như báo Người Lao Động đã thông tin, bà Y là chủ quán cơm Yến Nam, nơi bệnh nhân 12190 từng đến. Bà NTI là và một trường hợp khác tại quán cơm tên LVH ngày 10 và 11 tháng 6 có tiếp xúc với bệnh nhân 12190. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, bà Y khám bệnh tại phòng khám bác sĩ Phương, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Tuy Hòa. Ngày 16 tháng 6, bà Y đến ga Hảo Sơn gặp một số người trong ngành đường sắt. Ngày 18 tháng 6, bà đến thôn Hảo Sơn, xã Tuy Hòa, Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngày 19 tháng 6, bà Y đến phòng khám Đức Tín, sau đó vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đến 8 giờ ngày 22 tháng 6, ngày 22 tháng 6, bà NTI đi xe cùng gia đình vào Nha Trang gồm 5 người, 3 trường hợp F1 và 2 trường hợp F2. Từ 12 giờ đến 15:30, bà Y khám tại Bệnh viện Quân Y 87, sau đó về nhà số 30 Biểu Đóa, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Đến nay, bà Y đã có kết quả mắc COVID-19.